Nam chính Lai Phong của chúng ta bị buộc phải rời khỏi thành phố quê nhà để đến một thành phố chuyên về giáo dục và chỉ dành cho các học sinh ở. Tuy là tinh thần thì tràn đầy hy vọng về một cuộc sống bình thường trước mắt, nhưng Lai Phong đã bị thử thách ngay trong ngày đầu đến đây. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu trai ấy? Hãy cùng theo dõi tập phim hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Lai Phong là một trong 10 vị kiếm thánh kinh khủng khiếp nhất thế giới. Cậu đang cùng động bọn ra chơi với đám quái thú đang tấn công một thành phố khiến người dân sợ xanh mắt mèo. Cái đám thú này cho dù bị phang bao nhiêu lần cũng đều tự hồi phục lại chỗ bị thương lại thêm sức mạnh đáng sợ nên mấy đứa phải dặn hết nghìn phần trăm công lực mới có thể đánh gục được chúng. Sau đó vì một vài sự cố không mong muốn, Lai bị đá khỏi danh kiếm thánh và chuyển tới một học viện ở thành phố khác. Đang đi thì cô nàng đầu hai bím từ đâu nhảy ra giới thiệu làm quen. Con bé nói mình ở tuần báo chụp chẹp trong trường, cô nàng đang viết một bài báo xem ai là người mặc đồng phục quyến rũ nhất nên bắt Lai để xin vài kiểu ảnh. Nói nghe hay lắm cho tới khi cô nàng bị đám bạn bóc phốt là nói dối chứ thật ra cũng là học sinh mới đến cũng chỉ mới bắt đầu viết bài định nổ mổ chút mà đám bạn không cho phép. Nói nhiều đến mức sặc nước miếng sặc sụa, mãi mới nói được tên nhỏ là phi tóc tím là Naki còn bé tóc đen là Messi, đều là hảo trí cốt từ thủ cởi chuồng tắm sông của cô. Đang giới thiệu thì đột nhiên có biến, hai học sinh chuẩn bị phang vào mặt nhau tới tấp khói bụi tương tàn không má nào chịu thua má nào. Naki nhìn ra họ là người thuộc khoa quân binh nên có báo cảnh sát cũng bằng không, ai nấy đều rút vũ khí ra, ở đây những vũ khí đặc biệt này được gọi là đai. Đứa thì quất roi ngựa, đứa thì que chọc lợn làm đổ cả cái cột nhà, không may lại có một cô nàng bị ngã ở dưới xém chút là được lên bảng đêm số, may mà Lai Phong nhanh tay phi như châu tới cứu. Nhờ thế vụ ẩu đả mới kết thúc, sau đó anh hội trưởng hội học sinh đã gọi cậu lên gặp mặt. Vì Lai Phong là học sinh mới của khoa sinh viên nhưng lại dễ dàng hạ gục hai học sinh khoa quân binh nên khiến anh ta nghi ngờ về khả năng chiến đấu. Anh ta xem qua học bạ của Lai Phong thì là hạng ép cùi bắp, anh định chuyển cậu qua khoa quân binh, nếu thế học bạ cũng sẽ lên loại A và không cần đóng học phí đương nhiên là một người trầm tính lai Phong chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường nên đã xin phép được từ chối chỉ là ở học viện này được quản lý bởi học sinh nên lời nói của hội trưởng là tối thượng một là một mà hai vẫn chỉ có thể là hai nên anh ta bấm tay một cái một đàn các cô em xinh đẹp đi ra giúp lai Phong lên đồ vừa lột được đồ cũ ra thì trung đội trưởng đội 17 nina đi vào dứt khoát túm lấy lai Phong vì muốn thanh niên này về đội của mình thế là yêu cầu được đồng ý trên đường về ký túc lai Phong gặp phải một con bé giờ giờ ương ương đang làm mình làm mẩy trên cầu Mỗi khi không vui con nhỏ này thường hét vào cái lỗ bên cạnh, tự dưng hôm nay lại bị Lai Phong nhìn thấy nên quê một cục. Lai Phong nhận ra cô chính là người truyền âm cho mình ở lễ khai giảng nên anh mới kịp phi ra cứu người. Cô gái này cũng là thành viên của trung đội 17, con nhỏ không nói gì mà nhẹ nhàng lướt qua đời nhau nhà ai nấy về. Trong lúc đó ở chỗ Mi Phi, sau vụ anh hùng cứu mỹ nhân hồi sáng, Messi đã chính thức gia nhập hội một thành viên những người mê Lai Phong như điếu đổ. Hôm nay các trung đội đang diễn tập cướp cờ, xem chút nữa là Nina đã lấy được cờ của đối thủ nhưng vì có bẫy bom nên chậm một bước cờ nhà đã bị giành trước đã thua thì chớ đến buổi tập đầu tiên Layfon cũng tới muộn nên Nina máu chó dồn lên tận đỉnh não ngồi cảm giảm lèm bèm như bà già chờ mãi Layfon mới hiện hồn nhưng Nina không hét vào mặt mà hớn hở hí hửng giới thiệu cậu với các thành viên trong nhóm Layfon muốn cắt lời mà không thể nào chặn họng cô được chờ Nina nói xong Layfon mới lấy cớ mình có công việc làm thêm buổi tối nên không thể gia nhập đội nina chẳng vào tai vì dù sao học phí của cậu cũng đã được trả phi hết nói rồi cô lấy ra hai vũ khí để lai chọn rồi còn kiểm tra năng lực để quyết định vị trí của cậu trong đội hình cho cuộc đấu giữa các trung đội sắp tới tóc xanh đem ra cho lai một hộp đai to uỳnh để cậu chọn chúng chưa được nhập dữ liệu cá nhân nên dùng dễ như bóc bánh lai nhặt đại một cái rồi bắt đầu giao lưu chiêu thức đòn nào của nina nổ ra cũng đều bị lai đỡ được nhưng thanh niên phải cố tỏ ra mình là tân binh không biết võ gì cả sau cùng bị Nina phát ra một luồng sức mạnh đẩy cậu ngã sấp mặt nằm lăn ra sàn quay luôn vào ô được nằm viện một đêm. Nina cứ bị lăn tăn rõ ràng là đòn đầu tiên tránh được có thể coi là may mắn nhưng suốt cuộc đấu, cô thấy được kỹ năng của Layfon nhưng tại sao đòn cuối cậu ấy lại đứng đơ ra và hứng đòn. Trong phòng bệnh, Layfon vừa mới mở mắt ra đã thấy bà chị Feli nhìn mình trầm chằm dọa thanh niên ngã cả giường. Feli hỏi cậu không hề đau vì cậu có nội lực tăng cường giúp cơ thể cậu hồi phục nhanh, thanh niên vẫn ngây thơ vô số tội nào ai biết gì đâu. Lúc đuổi theo cô, Feli đã bật mí một bí mật chính anh trai hội trưởng hội học sinh của cô đã lên kế hoạch cho hai người phang nhau giữa trường để ép Lifon gia nhập trung đội 17. Trên đường về nhà, Feli đã kể cho cậu nghe về siêu năng lực có thể nhìn thấy thứ vô hình và liên lạc với người khác từ xa của mình. Nó mạnh đến mức khó mà tin được, thứ năng lực này luyện tập không thể có được mà nó là do năng lực bẩm sinh. Ông anh hội trưởng của cô muốn dùng nó để phục vụ lợi ích của học viện nên cô cũng bị ép phải vào khoa quân binh. Đến tối, Lifon tới chỗ làm việc, nó là trái tim của thế giới di động trùng hợp thế nào Nina cũng làm việc ở đây. Cô bắt đầu nghi ngờ vì nhẽ ra giờ này cậu phải ở bệnh viện mới đúng, cậu lảng sang hỏi vì sao cô lại làm ở đây, câu trả lời chỉ có một đấy là việc nặng lương cao. Bố mẹ cô phản đối đến thành phố học viện này nên Nina đã chạy trốn đến đây, không có xu nào dính túi mới phải tự thân vận động. Layfon cũng thế. Nghe Nina nói, cậu mới biết nhiều hơn về thành phố di động này, có những người phải ở đây mãi mãi, nhưng cũng có những người có thể di chuyển qua lại giữa các thành phố bằng xe. Nina có hơi ghen tị với những người đó vì họ được nhìn những thứ mà nhiều người khác không thấy nên cô đã trốn tới chỗ này. Hôm sau, thanh niên tới sân đấu với tinh thần rất chi là không hề buồn ngủ, cuộc thi cướp cửa này sẽ quyết định thứ hạng của các thành phố. Cuộc đấu bắt đầu, thành phố học viện nhà Nina đã thua liên tiếp hai trận nên để thắng trận này, họ phải đánh bại các thành viên của đội đối thủ và bảo vệ cờ cho tới khi thời gian kết thúc. Vì chân lý đó nên Nina đã tự nguyện làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của họ. Mỗi người được phân công một nhiệm vụ, ngoài Nina ra thì mấy đứa còn lại như trong giáp xiếc. Sa Thít nhận chân bắn tỉa nhưng lại sợ bắn nhầm đồng đội, Lai vẫn cứ là mên giấu nghề, Feli gật gù chậm chạp chậm chạp lơ tơ ngơ gà mái hoa mờ Các bình luận viên đều coi trung đội này là một tổ hợp rắc rối chỉ có mình Nina là nhỉnh hơn những người khác. Nina vẫn cố hết sức chiến đến cùng, Lai bị anh dai cầm búa nẩng cho ngã bay mấy chục mét văng xuống vách núi. Nina thì bị tên đội trưởng nhà bên nẩng cho thương tích đầy mình nhưng không hề bỏ cuộc vì là kẻ thua suốt 2 năm, cô không muốn tiếp tục thua nữa. Cô dồn hết sức lực còn lại vào đón đánh cuối cùng, nhưng cũng chẳng si như gì, vẫn bị hắn ta ra tay dồn dập không kịp ngáp. Lai Phong mãi mới trèo lên được, nghe thấy sự quyết tâm của Nina, cậu không giấu nghề nữa mà lao lên như cơn vũ bão, bộc phát sức mạnh thật sự của một thánh kiếm lao thẳng tới ngọn tháp giành lấy lá cờ. Cú lật kèo này của Lai Phong khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc và hết sức thích thú. Đồng đội thì không phục nhưng Nina lại mặt khó đăm đăm rồi bỏ đi còn Feli thì coi anh là kẻ phản bội mà không hiểu tại sao, sau cuộc thi đó. Fan gơn của Lai Phong tăng một cách chóng mặt, mỗi ngày đều tăng ảo ảo mà cậu chẳng quan tâm cho lắm. Thứ cậu để ý là Nina và Feli vẫn chưa chịu nhìn mặt cậu mà cho ăn bơ ngập cổ họng mấy ngày trời. Lúc Layfon đang uống nước, anh hội trưởng bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Anh ta đã biết chuyện Layfon là một trong 12 kiếm thánh mạnh nhất thành phố sở hữu thứ gì đó rất vô hạn mà người ngoài không thể biết được. Layfon chỉ lạnh lùng đáp mình đã không còn ở trong hội kiếm thánh nữa nhưng anh hội trưởng vẫn tiếp tục nói nhưng cậu vẫn cứ bỏ đi mặc kệ anh ta. Đến tối, lai phon đến chỗ làm nina mãi mới chịu mở mồm hỏi về hôm kiểm tra có phải cậu đã cố tình để thua mình biết không thể giấu nên lai phon đã kể cho cô nghe về cuộc đời mình quê hương của anh luôn di chuyển đến nơi có quái thú ngày nào cậu cũng đều phải đánh nhau với chúng nên cậu có khả năng chiến đấu là chuyện bình thường lai phon không hề cảm thấy sợ hãi vì cậu phải chiến thắng nếu không chỉ có đường chết với cậu luyện tập là lựa chọn duy nhất nhưng bây giờ cậu đang muốn tìm một cuộc sống khác đột nhiên dầm một cái nina vội chạy tới tinh linh điện nằm trong lõi thành phố một đám đã bắt cóc cô ấy thanh niên tóc cam cũng có mặt để góp vui anh ta bấm tay một cái đám người bắt cóc và hai người được đưa tới không gian khác bắt đầu cuộc chiến cứu tinh linh chỉ thấy tóc cam cầm kiếm múa vài đường cơ bản cái đám người bắt cóc đã lã chã rơi như lá mùa thu rồi bay màu anh ta đánh ngất nina rồi tự nói mình tên đi xe Gio nhưng khi tỉnh lại nina sẽ quên hết mọi chuyện vừa rồi lay tìm được cô thì nina vẫn còn bất tỉnh nhân sự nằm trên sàn tinh linh điện thì bay về lõi của thành phố thanh niên đưa cô về phòng y tế nghe tóc xanh kể còn nhỏ Nina đã từng bảo vệ một tinh linh điện mới chào đời khỏi tên bắt cóc. Thả tinh linh ra khiến hắn phát điên đạp cô rơi xuống hố sâu thương tích đầy mình, tinh linh mẹ đã cứu cô bằng chính mạng sống của mình. Cô ấy luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai, tóc xanh lớn lên cùng Nina từ nhỏ nên rất hiểu cảm giác đó của cô ấy. Rời khỏi bệnh viện, Layfon vừa trào tóc xanh thì bị fan cuồng dùng dây túm lấy, té ra là Naki và phi Cô nàng Macy bẽ lẽn ngại ngùng đi ra muốn cảm ơn cậu vì hôm khai giảng đã cứu mình. Mì phi đã viết một bài báo về chuyện hôm đó, số lượng bán ra cực kỳ lớn, Naki muốn vào đội công an thành phố nên ngày nào cô cũng luyện tập bắt giữ. Tình cờ Feli đi ngang qua, Layfon lỡ gọi một tiếng, Naki liền nổ chiêu túm lấy cô, trên đường về nhà, Layfon đã thay họ xin lỗi vì dù sao cũng không có ý xấu. Cậu cũng tranh thủ làm lành với Feli, dỗ ngọt cô còn được cô đặt cho biệt danh là Fon Fon gọi cho Bon mồm. Hôm nay tự dưng Feli lại không đến tập nên Nina cho mọi người ngủ sớm, thế là Sa Thít đã lôi cổ Layfon tới quán cà phê hầu gái cho bổ mắt. Té ra là Feli cũng làm ở đó. Té ra là Sa Thít đã biết cô làm việc ở đây từ cái lần tình cờ thấy Feli ngồi tìm việc ngoài sân trường nên đã giới thiệu cho cô làm ở đây. Cảm thấy bão chuẩn bị ập đến nên thanh niên lôi cổ lai phon chuồn nhanh còn kịp, hai thanh niên nhảy lên nóc nhà bên cạnh để xem Feli làm việc như thế nào. Mặt cô không hề cười nên dọa khách là chủ yếu. Chị chủ kêu cô thử tập cười nhiều lên cho bớt lạnh lùng nên cô vào phòng vệ sinh tập cười trước gương mà đâu có được. Phía bên kia, ở chỗ Lilin, hảo chí cốt của Lam Phong, Cô đang ở chỗ cha nuôi của mình, mỗi khi nhắc đến Lam Phong là cô sẽ quyết tâm tin tưởng cậu ấy. Gió nổi lên nên ông ba vào tư thế chiến đấu mà hình như sắc khí này chỉ lướt qua thôi. Quay về chỗ bọn trẻ, Nina đang họp nội bộ với thằng anh Luken để hỏi anh về hội kiếm thánh. Lai Phong đã từng là một trong 12 kiếm thánh bậc nhất thế giới. Cô còn hỏi thêm vì sao anh lại ghét cay ghét đắng Lam Phong. Đương nhiên không phải chỉ vì vụ kiếm tiền đó mà là vì cấp trên của anh, tên Gahat. Lam Phong đã phang anh ấy đến mức không thể hồi phục được vì che giấu đi bí mật của cậu vì tham gia vào cuộc đấu ngầm. Ở chỗ Lam Phong, khi được hỏi vì sao lại tham gia cuộc chiến ngầm, thanh niên chỉ trả lời để sống. Anh kể mình sống ở trại trẻ mồ côi, chuyện tiền nong rất quan trọng khi đó, anh chỉ làm những gì mình có thể. Đến tối, Lilin đang ngồi viết thư thì bà nữ hoàng Sinola chui ra lại định chọc bưởi của cô, bỗng gió thổi mạnh đến làm hai đứa ngã nhào. Lilin vội chạy đến chỗ của cha, còn Sinola triệu hồn xa vai đi theo bảo vệ cô vì Lilin là cô gái được chọn. Lúc chạy tới thì cha cô đang chuẩn bị du đấu với một người bị biến thành quái vật mùng liên tục gọi Lai Phong. Cha cô dùng mọi cách chiến với hắn để Lilin chạy khỏi đây. Ông đâm hắn một kiếm liền khiến hắn mở to khẩu hình miệng. Ông dặn Lilin mau bịt hai lỗ tai lại bởi vì tiếng kêu của hắn mạnh kinh khủng khiếp làm vỡ cả kính cửa sổ. Ông ba cũng bị thương. Cứ nghĩ cả hai sẽ bị con quái vật đánh chén thì một ánh sáng phát ra từ tinh linh đã cứu lấy họ sau đó cũng mất tích luôn. Sinola chạy tới đỡ lấy Lilin, cô cho bé hầu dọn dẹp chỗ này rồi đưa cô bé bay đi mất tiêu. Con quái này chính là Ga Hát, anh bị quái thú xâm chiếm cơ thể mới biến ra bộ dạng như thế này. Phía bên kia lúc Ken đang ngủ thì bị ác mộng làm giật mình, quay qua chả thấy tóc đỏ đâu. Ra hành lang thì thấy một nhóm người lạ mặt vừa đi khuất, tóc đỏ thì như bị ma ám tấn công anh điên cuồng, sau đấy thì tự đập đầu tự bất tỉnh. Mấy đứa quay lại cuộc họp, Feli phát hiện ra một thứ có sức sống nên lúc Ken định đến đó xem thử. Lai phản đối vì làm thế cực kỳ nguy hiểm nhưng Nina vẫn theo ý lúc Ken, kêu họ chuẩn bị rồi chuẩn bị đi sau tiếng nữa. Đâu thể làm trái lệnh nên họ tới hố sâu rồi thả Feli xuống thăm dò, sau đó lần lượt từng người đi xuống theo đuôi. Bị con bé tóc đỏ khiện nên Feli cây cú bắt Lam Phong phải cõng mình lên cổ như con ả à cho bằng bạn bằng thù. Đã cõng rồi còn bị ký đầu, tức lắm nhưng không làm gì được. Lam Phong nhớ lại tối định mệnh đó, Hát đã nói với cậu nếu chuyện tham gia kiếm tiền ngầm bị lộ thì không còn đường sống. Nhưng nếu thua trong trận đấu tranh kiếm thánh ngày mai với anh thì anh hứa sẽ giúp cậu giữ được thanh danh của mình bằng cách hủy hết đống chứng cứ mà anh có. Thế nhưng trong trận đấu hôm sau, Lam Phong đã không làm như thế, cậu đã dùng mọi cách đả thương ga hát, rồi cũng bị bắt ngay và luôn, sau đó là khai trừ. Feli nghe xong chỉ muốn đấm cậu một cái vì quá ư là khờ, đấm xong thì cũng bị nghiệp quật luôn. Nina gọi họ mau qua chỗ mọi người, trước mắt là một khu mộ lớn và tín hiệu phát ra từ đó. Feli lại cảm nhận được thực thể sống nên Lai Phong chạy qua đó xem thử, lúc Ken cũng bám theo phía sau. Cậu đeo mắt kính lên rồi theo vị trí nhảy xuống dưới hố đen, phía sau chợt sáng chói lóa, nó là một con gì đó rất giống dê già với cặp sừng cao to bự chạc. Nó nói mình chỉ là một linh hồn không có xác trải qua bao cơn tức giận rồi trở thành ngọn lửa cách mạng, đang tìm kiếm một chủ nhân, vừa nói vừa tỏa ra một luồng sức mạnh. Lam Phong cố lê lết tấm thân nhất kiếm chém nó một cái nhưng cũng ngã nhào luôn, sau đó con thú biến mất. Nina và mọi người thì chạy đến, Trông mặt Lam Phong trắng như bát tàu hũ mà vẫn nói không có gì. Đột nhiên Feli gọi tới rồi mất sóng, mọi người quay qua lúc vì sợ cô em tóc đỏ sẽ làm gì cô ấy. Con nhỏ tóc đỏ cầm cây chọc lợn xông ra, Lifeform đã nhắc nhẹ nên đấu chay vì nếu cây thương của cô làm bắt lửa thì cháy to là cái chắc mà con ở à đâu có nghe. Con bé này không phải đối thủ cậu nên không khó để đánh cho tay tua, lúc Ken đi ra kêu con em mau dừng lại, anh biết cô muốn trả thù cho mình nhưng không thể dùng cách này được. Lúc đang khuyên cô em thì đường ống bị nứt ra, Lifeform vội dùng sức mạnh của mình để ngăn lại làm cho khí nóng thoát hết ra ngoài sau cả tá đờ ra mà. Anh hội trưởng mở tiệc lộ thiên cho hai anh em xả xì chết thư giãn tâm trạng nhưng không biết là ai thư giãn hơn ai vì trong anh hội trưởng mỗi nách một em thoải mái lắm. Feli không thích ba cái tiệc này nên lia đôi mắt lựu đạn sang chỗ anh dứt khoát không một động tác thừa đạp cho một cái rõ đau. Không ngờ trùng hợp thế nào lại gặp Nina và mọi người cũng có mặt, té ra là họ tới để thắt chặt tình cảm. Tại nghe nói hội trưởng bị ngất nên mới không gọi Feli, đúng là hôm qua có ngất thật nhưng bây giờ đang in roi cái mu mừng dữ lắm. Vì cô em gái không biết bơi nên ông anh đã nhờ Nina dạy bơi cho Feli. Ai nấy đều chơi đùa thỏa thích còn Feli trước khi xuống nước vẫn phải dùng phao. Gà gẫm Feli tập bơi còn khó hơn lên cung trăng rủ chị hàng nhậu nên chuyến này Nina đủ mà mệt. Nhóm của Mi Phi cũng có mặt để bắt vài con tôm tươi đăng báo, luôn tiện cho Macy tán trai mà còn nhát quá run như cầy sấy. Có hai chị em giúp thoát ế là điều tuyệt cả là vời vì, vì chúng nó chỉ nói Lam Phong hãy tập bơi cho Macy rồi ném cô xuống nước, sau đó chạy luôn. Mới đầu Feli không chịu học bơi nhưng sau khi thấy tình địch bị ném xuống nước, cô đồng ý luôn. Nhìn thấy tình địch cười với cờ rút mà tức xì khói, Nina cũng vô tình trông thấy họ cười nói vui vẻ nên quên luôn đang dạy Feli tập lặn suýt chết sặc. Lát sau ngồi ăn cơm, Lam Phong đưa Macy về trước rồi mới tới bàn ăn, nghe cậu kể về cô ả à làm Feli giận quá đá cho một cái xương bắp chân. Tối về ngủ, Feli đột nhiên nghe thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, úp úp mở mở mà chẳng biết là chuyện gì. Hôm sau, mấy đứa lại lên hồ bơi, Nina lỡ miệng dục Feli mau tập bơi nếu không cô sẽ gặp rắc rối mất, tóc xanh vội bịt cái mùng cô lại trước khi tiết lộ điều gì đó. Mấy đứa đẩy cho Lam Phong dạy con nhỏ tập bơi, phai lắm nhưng phải giả vờ ngại ngùng vì sự quý tộc không cho phép cô tỏ ra thèm thuồng như thế. Không chỉ Nina nhìn họ chằm chằm mà anh hội trưởng cũng tức giận bóp vỡ cả cốc nước vì cậu lại dám động vào em gái anh. Thế là anh cho đàn em túm cậu đưa tới hầm trú ẩn được thiết kế đặc biệt bên dưới khu điều trị hồi phục. Anh có vài chuyện muốn hỏi chuyện giữa cậu và Felly. Trong thanh niên đào hoa lắm gái nên anh nhắc nhẹ nếu dám làm gì cô em gái của anh thì cậu sẽ bị nghiền nát như nhân bánh bao. Lúc giận quá ông anh đã lỡ khai chính mình là người đã cố ý may đồng phục vừa sai với cậu, cho hai thằng phang nhau giữa cổng trường trong lễ khai giảng, rồi thì cho cậu vào trung đội 17, thấy sai sai mới dừng nói nhưng lộ hết rồi còn đâu. Phía bên trên, hội chị em đang thay đồ thì đột nhiên nguyên đám cướp chui vào, bên ngoài cảnh sát lại đang vây bắt họ. Feli dùng siêu năng lực để tìm vũ khí giúp Nina, sau đó ba đứa cùng nhau xử đẹp đám này cũng không khó lắm. Khúc này mới lộ ra Nina và tóc xanh bị ông anh mua chuộc để hỏi về siêu năng lực của cô. Đột nhiên nhớ ra Layfon mới không thấy cậu ta đâu trả ông anh hội trưởng nữa. Feli máu chó dồn lên não tìm tới chỗ ông anh xử lý một thể. Trung đội 17 hôm nay lại lôi nhau ra thi bắn xem ai thua thì phải trả tiền bữa tối. Đen cho Nina tấm vé đấy lại rơi vào tay cô. Đang gọi món thì trung đội trưởng đội 10 tên là Jinji ở bàn bên cạnh đi tới. Sắp tới hai đội sẽ đấu với nhau mà anh ta có vẻ không ưa xa thít cho lắm. Hóa ra Sa Thít trước kia là thành viên của trung đội 10 cho đến năm ngoái. Thứ hạng của họ bị tụt sâu sắc kể từ khi Sa Thít bỏ đi trong lúc tham gia đấu liên đội. Vừa đi vừa nói đến dưới cổng thì Khi hớt hải chạy đến kéo Lam Phong đi mất. Cảnh sát nhận được tin báo có học sinh đã trao đổi kẹo me ke đá ở đây. Nếu dùng nó thì sức mạnh và năng lực ngoại cảm sẽ tăng khủng khiếp nhưng dùng nó là phạm pháp, vì sắp tới có đâu liên thành phố nên cái bọn này mới bắt đầu mua bán, có tất cả 10 thanh niên. Lam Phong cảm thấy biến chuẩn bị tới nên vào thế sẵn sàng, quả nhiên là có một vụ nổ cánh cửa mở ra, phía sau đám bụi là thanh niên tóc cam đang lao đến mọi người chữa cháy còn Lam Phong đuổi theo tóc cam chạy vèo vèo trên nóc nhà Sa Thít tình cờ đi qua dưới trông thấy nên đã chạy qua xem thử hai đứa chơi đuổi bắt hồi lâu rồi mới dừng lại phang nhau lúc anh ta bỏ bịt mắt Lam Phong mới biết cậu ta là Hai A thuộc băng nhóm đánh thuê của Sa Linh Van mục đích chính của hắn không phải là buôn bán làm giàu mà là nhắm vào tinh linh điện anh ta nói sư phụ của cậu và hắn từng là hảo huynh đệ từ thời học võ hắn ta ép Lam Phong phải dùng sức mạnh thật nói xong liền lao đến đánh không thương tiếc Phía bên kia, Sa Thít đang ngó xem bên dưới thì cô nàng Sina dí kiếm vào lưng, ban nãy đúng là anh lén đi theo cô nên mới tới đây, cô ấy là người của đội 10. Phải uốn lưỡi tám chục lần cô mới chịu bỏ kiếm xuống, Sina nhắc tới chuyện cũ khi hai người họ và Jinji còn là hảo anh em, Sa Thít chỉ nói qua loa đáp lại rồi bỏ đi. Lam Phong thì vẫn đang đấu võ nhiệt tình hơn nhiệt độ, cháy nhà lủng tường nhưng hắn ta có đồng bọn nên chạy thoát mất tiêu. Nina chạy tới thì còn có mỗi Lam Phong đứng như trồng chuối ở đó mà không biết giải thích kiểu gì được. Sáng hôm sau, hai A chạy đến chỗ lúc Ken đánh một giấc, cô nàng đồng bọn cũng ở đó. Phía bên kia, Lilin cùng cha đến cảm ơn nữ hoàng như vì Sino la giấu cô mình là nữ hoàng nên phải che nửa mặt. Nữ hoàng nói với cô việc cho cậu ta quay về cũng là chuyện bình thường vì đây là quê hương của cậu ta nhưng sẽ cần có thời gian. Với lại một mình nữ hoàng cũng không thể tự cho cậu ta cơ hội đó. Quay về chỗ lúc Ken, anh không quen cậu thanh niên đầu cháy nhất phố này nên cậu ta tự giới thiệu tên tuổi là thành viên của nhóm đánh thuê Salinvan. Cô nàng dơ cung là Mi Unpha, Cậu ta tới đây là muốn hợp tác với Luke Ken vì kể chuyện này ra anh sẽ hiểu hơn là người khác. Cái câu chuyện bí mật ra đời của nhóm lính đánh thuê Salinvan. Anh muốn con bé tóc đỏ ra ngoài trước nhưng Hai A lại giữ lại vì sớm muộn gì con bé cũng thấy tinh linh điện bị trục xuất. Hai A nói cho anh nghe về thành phố bỏ hoang bên cạnh, tinh linh điện của nó vẫn tồn tại khi thành phố đã mất. Trong lúc đó Lyfon đang đem thanh kiếm của mình cho Tóc Xanh sửa lại nhưng e là hơi khó, có khi làm mới sẽ nhanh hơn nhiều. Tóc Xanh đưa cho cậu một cái khác dùng trước cậu để ý lai phong rất hợp dùng cây kiếm này tư thế cũng hợp nhưng mà trong thanh niên có vẻ không thích lắm cậu thấy lai phong nhẽ ra có thể bộc phát nhiều năng lượng hơn mà cứ nén nó lại mà chẳng hiểu tại sao cũng chẳng biết cậu dùng nó để làm gì lai phong đi về vừa đi vừa nghĩ tới câu nói của tóc xanh thì nina từ đâu chui ra làm cậu suýt thì rơi mất cục đàn ông ra ngoài cô hỏi thăm thì thanh niên lại cong giò chạy mất nina bám theo để hỏi mà thanh niên cứ nói mình không sao naki đến tìm vì cần lai phong giúp điều tra vụ buôn ke me đá đêm qua họ điều tra ra người của học viện có tham gia vào vụ này. Naki nói luôn với Nina là vì muốn nhờ cô cùng giúp mình nhưng với điều kiện Nina phải gật đầu đồng ý vì có lẽ người đó có quen biết với họ. Lifon tới tìm Feli để hủy buổi tập, cậu chỉ nói là mình có chuyện cần giúp đồn cảnh sát nhưng không nói là chuyện gì làm Feli máu dồn lên tận não vì cậu dám giữ bí mật với cô. Đang chút giận lên cái cột thì bộ hai nhà 2A lại hiện hồn, lát sau ông anh hội trưởng của cô cũng đến. Quay về chỗ Lifon, nghi phạm lần này là Jinji và những thành viên khác của trung đội 10, Naki muốn hai người đi điều tra xem họ có chơi đá hay có nó hay không. Chờ đến khi họ luyện tập xong rời khỏi đó, Layfon đã lén bám theo Jinji. Hắn chào tạm biệt Sina xong tự dưng lại lên cơn thở hồn hển định làm gì đó thì Nina đi tới khuyên anh đừng ăn kẹo me nữa. Cô nhắc nhẹ anh ta cảnh sát đã đầu sơ gáy khôn hồn thì nên dừng lại. Anh ta không có ý nhận lời khuyên này mà vẫn cứng họng làm theo cách của mình để bảo vệ thành phố. Anh ta còn quay ngược qua mắng Nina là người đã phá hoại hoài bão của anh ta, đổi luôn cho cô tội lôi kéo xa thít ra khỏi đội của anh ta nữa dù cô có nói gì thì jinji vẫn sẽ làm kế hoạch đó của mình anh ta nhờ cô chuyển lời đến sa thít rằng không có cậu anh vẫn thực hiện lời hứa bảo vệ thành phố của họ một mình nina sau đó đã tìm naki để xin lỗi cô vì tự ý gặp jinji và khuyên anh ta thế là bị mắng cho một trận vì làm như thế anh ta sẽ chạy trốn mất nina làm như thế là vì biết jinji dùng ke đá là vì sa thít trước kia khi còn là một đội họ đã chiến thắng áp đảo ngay từ trận đầu tiên đến năm thứ ba còn chơi được cả những trung đội cấp cao trong mắt mọi người họ như những chiến binh thế hệ mới rất đáng nể nhưng vì cái lần Sa Thít đột nhiên bỏ lại đội giữa giải đấu khiến trung đội 10 tan rã vì mất đi một trụ cột chính, lúc đó Nina đã tới gặp cậu ấy gạ cậu tham gia vào đội của mình, điều đó cũng giống như việc cô cướp mất Sa Thít. Đó chỉ là hiểu lầm nhưng bây giờ trung đội 17 của cô đã mạnh hơn rất nhiều, đến mức trở thành cái gai với đội 10. Hiểu ra vấn đề là như thế nhưng Naki vẫn phải quay về báo lên sếp, cô vừa đi thì Sa Thít đến, anh nói Feli hôm nay bận không đến buổi tập. Thế nên họ đã tới tìm anh hội trưởng xem anh ta có giúp gì được hay không anh cũng đã có một ý tưởng cần mấy đứa hợp tác làm ăn. Đôi 17 sắp có một trận đấu liên đội, anh muốn mấy đứa làm sao cho đội 10 không thể tiếp tục thi đấu được nữa, khi đó anh sẽ ra lệnh giải tán trung đội của họ. Mấy đứa còn đang phân vân thì hai a chui ra chắc chắn Layfon sẽ làm được chuyện này, Layfon không thích điều này. Hai đứa thiếu chút nữa là đã lao vào phang nhau tới tấp. May mà anh hội trưởng ngăn lại vì anh ta gọi 2A đến là để nói về chuyện tinh linh điện bị trục xuất ở thành phố bỏ hoang bên cạnh nên anh ta sẽ qua xử lý nó. Đến ngày thi đấu, Sa đã nhờ mấy đứa một chuyện, anh muốn họ để Sina cho anh xử lý. Cậu ta, Sina và Jinji từ lúc gặp nhau đã thân trên cả mức thân. Chỉ huy cũ của đội 10 là một người rất quan tâm đến họ, lúc đó mấy đứa còn trẻ nên ai cũng nghĩ sẽ cố hết sức vì cô ấy. Khi họ thua trong cuốn chiến liên thành phố, cô ấy đã rất buồn vì cảm thấy sắp tốt nghiệp mà chưa làm được gì cho thành phố. Nhìn chị ấy như thế, bộ ba đã hứa sẽ cùng nhau bảo vệ thành phố, nhưng mối quan hệ giữa họ bắt đầu có dấu hiệu ai đi đường nấy. Mấy đứa hiểu nên đồng ý, cuộc chiến cứ thế bắt đầu. Họ chia làm hai phe, Sa Thít sẽ chơi chung với Sina, một đứa dùng thương một đứa chơi súng ngắn phản nhau không ai chịu nhường ai. Vừa đánh vừa đấu võ mồm, Sa Thít biết không ai trong họ thành thật với lời thề đó mà chỉ là sự lừa dối của cả ba. Phía bên kia, Layfon một mình chơi với những thành viên còn lại của đội người, cậu nhìn cái là biết sức mạnh của Jinji đang có gì lạ lắm, cứ như thế thì kiểu gì cũng gục. Layfon bắt đầu với những người khác trước, chỉ một chiêu là đánh được cả bốn sau đó cậu mới chiến với Jinji. Thanh niên vung kiếm một cái phong ấn hết mạch của anh ta, nếu anh ta chống cự thì chúng sẽ đứt hết. Hai người có tâm sự tuổi trẻ một lát rồi đột nhiên Jinji phát ra một sức mạnh siêu khủng khiếp, Lyfon nhìn ra đó chính là sức mạnh của tinh linh điện bị trục xuất. Ở thành phố di động đều được điều khiển và bảo vệ bởi một sinh vật được gọi là tinh linh điện. Tuy nhiên khi thành phố di động chết đi tinh linh điện sẽ trở thành linh hồn cùng nộ luôn theo đuổi những người có trái tim đầy nhiệt huyết và ý chí vững mạnh. Tinh linh bị trục xuất sẽ rất muốn bảo vệ thành phố mà Jinji cũng có mục tiêu đó nên đã bị nó nhắm vào. Cái thứ đó đang điều khiển Jinji, Lai Phong định chơi hết mình thì hai A đi ra vì phần còn lại cứ để anh lo. Thanh niên cho người trói Jinji lại vì một khi bắt được vật chủ thì thu phục tinh linh điện sẽ dễ như bóc bánh. Nina không đồng ý với việc để anh ta đưa Jinji đi, nếu thế thì chỉ có thể đấu với nhau một trận để giải cứu Jinji. Nina nhờ Feli gọi cho anh hội trưởng tìm cách giải quyết. Anh ta cảm thấy chỉ có một cách đấy là làm con tim mong manh yếu đuối của anh ta vỡ thêm phát nữa, chuyện đó cứ để Sa thít và Sina lo. Lai Phong vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, Hai A hỏi cậu sao không dùng thanh kiếm sở trường của mình mà Lai Phong không muốn trả lời. Hai đứa lao vào rồi lướt qua đời nhau, Lai Phong thì bị một đường trên mặt còn hai A cay hơn, vừa bị hỏng kiếm vừa hộc máu ngã lan queo. Sa Thít và Sina cũng bắt tay vào việc, họ bị Mi Un pha bắn tên dữ dội, Nina nhảy ra giúp một tay để Sina đi tìm Jinji. Anh đang bị tinh linh điện khống chế như người mất hồn, cô ôm lấy mặt anh bắt đầu uốn lưỡi bảy lần khuyên anh bằng tình yêu của mình. Đúng là có con đĩ tình yêu và nó có hiệu quả lắm, nhưng Sina cũng nói thêm đó là lời tạm biệt. Sau trận chiến vừa rồi, đối thủ tiếp theo của đội nhà sẽ là trung đội một của trưởng khoa quân binh. Nina thì cảm đấy với phong độ và đẳng cấp hiện tại thì vẫn có cơ hội chiến thắng. Thế nên cô muốn tổ chức một buổi chạy tập huấn cho trận đấu đó. Feli cứ nghĩ là tại ông anh mình lại làm gì khó Nina nhưng cô ấy lại nói không phải. Trong lúc đó anh hội trưởng đang gọi Van lên giúp mình xử lý cả tá công việc của thành phố. Ngoài ra còn cả chuyện tinh linh điện mất tự chủ hủy diệt cả thành phố của chính nó. Đấy là cả vấn đề chứ chẳng đùa đến sáng hôm sau mấy đứa cắp mông tới khu huấn luyện chỗ này là của bộ nông nghiệp là nơi cung cấp lương thực cho toàn bộ thành phố bất ngờ là mi phi cũng có mặt ở đây té ra là nina nhờ tạp chí mà cô làm việc tài trợ cho buổi trại này đổi lại nhóm của cô ấy sẽ tham gia cùng họ sẵn tiện làm mẫu ảnh cho cô nàng luôn macy cứ nhìn thấy cờ rút là như tàu bốc khói còn feli lại chẳng thích điều này macy lo vụ nấu nướng nên lay phon xuống bếp xem thử vì không có gì làm nên giúp cô luôn nhìn hai cái con người này cười nói vui vẻ cùng nhau nấu nướng Feli đứng ngoài sôi cả máu, định dùng siêu năng lực nghe lén thì Nina đi ngang qua, rồi xu luôn có thêm hai con người sụp sôi. Sa thít thấy hội chị em ngó ngó nghiêng nghiêng nên lỡ mùng cười một cái. Anh lôi ra pháp bảo, rồi đánh thánh vật không bằng bảo vật trên tay. Với chiếc nạo này, hai cô em có thể thoải con gà mái rung đùi gọt vỏ khoai. Thế là hai cô nàng lao vào cào cấu bấu xé nhau giành lấy nó, dành cho nhau những cái nhìn tình thương mến thương, cùng những cái ôm âu yếm. Sau cùng Lai Phon lại đi ra dội cho hai đứa gáo nước đá làm đứng hình luôn vì cậu đã nấu xong hết cả rồi đến chiều mấy đứa ra sân tập luyện lần đầu naki mặc đồng phục trông cũng ngầu lòi phết nina gạ cô về đội của mình luôn còn được mà bị từ chối vì cô còn làm việc ở sở cảnh sát không có đủ thời gian nina phổ cập cho mấy đứa buổi tập hôm nay sẽ như đấu thật vì không đủ người nên lai Phong sẽ đấu với tất cả cuộc chiến bắt đầu nina phân công nhiệm vụ cho các thành viên rồi bắt đầu chạy đột nhiên lai Phong bất ngờ xuất hiện tấn công naki trước vật một cái đã làm cô ngã lăn quay sa thích cùng nina song kiếm hợp bích nhưng chẳng có si như gì thấy thế Naki bật chế độ chiến đấu lao tới mà vẫn ngã như thường. Kết quả vẫn là Lai Phong thắng, không hổ danh là cựu thành viên của hội kiếm thánh. Naki tò mò không biết vì sao sức mạnh kinh khủng khiếp ấy lại bị trục xuất khỏi quê hương, Mi Phi bạo hơn còn định hỏi trực tiếp để lấy thông tin viết bài. Ở một diễn biến khác, chị nữ hoàng đang đau đầu vì cô bé Lilin của cô mấy hôm nay không được vui, chị cũng bị suy nghĩ liệu rằng trục xuất Lai Phong có phải là nước đi sai lầm. Cô hầu lại cho chị thêm một thông tin như xét đánh ngang đầu, tinh linh điện đã xuất hiện phía sau Lilin vào cái đêm cô bị tấn công như kiểu nó đang cố bảo vệ cô ấy. Quay về chỗ đám nhỏ, tập luyện xong mấy đứa vào nhà xơi cơm, Nina cắn miếng bánh cứ thấy mùi nó quen quen, nghĩ mãi mới ra nó giống hệt hộp cơm trưa mà Layfon từng chia cho cô. Macy ngại quá chạy ào ra ngoài, còn Nina lôi cổ Layfon mắng cho một trận vì cơm gái làm cho lại đem đi mời người khác. Naki cứ cảm thấy hình như Nina cũng thích Layfon thì phải, nếu không nhầm nữa thì Feli cũng thế, làm hai đứa sợ con bạn mình hết cửa mất. Lai Phong khúc này đang nằm vắt não suy nghĩ, hình như cậu hơi quá thật vì đã không nhận ra chuyện hộp cơm nên định đi xin lỗi. Hội chị em nhà Macy thì đang ngồi tám chuyện với nhau, hôm nay lúc chiến với Lai Phong, Naki cứ thấy cảm nhận được một phần quá khứ của cậu ta, cũng hơi tò mò không biết cậu đã từng trải qua chuyện gì. Mi Phi thì muốn biết lý do vì sao cậu ấy bị trục xuất cho bài báo thêm phần gây cấn hút khác mà Macy lại càng muốn hiểu rõ hơn về cờ rút. Thế là cô đã nhờ bồ câu inbox cho Lai Phong hẹn cậu ra gặp mình. Thanh niên nhân chuyến này xin lỗi cô vì cái hộp cơm, giờ cậu sẽ nghiêm túc ăn nó hơn nếu được. Macy mãi mới dám vào vấn đề chính rằng cô muốn hiểu thêm về cậu, về lý do rời quê hương, nếu Macy thật tâm muốn biết thì Lai cũng kể cho cô nghe. Lúc bị trục xuất, nữ hoàng đã nói với anh họ không để để mọi người nghĩ rằng quân binh và những người có năng lực ngoại cảm là mối nguy hiểm. Cậu nói rằng thành viên của hội kiếm thánh thật sự còn tàn ác và đáng sợ hơn nhiều so với quân binh. Họ chẳng khác gì quái vật, thậm chí còn nhờn nhơ ngay cả khi động tới danh dự và điều lệ của quân binh. Nếu mọi người biết điều đó, họ sẽ bị hoang mang, đó cũng là lý do mà nữ hoàng trục xuất anh. cô nàng nghe xong mạnh dạn lao đến ôm lấy thanh niên. đột nhiên mặt cầu rung như được mùa, thanh sắt to uỳnh trên đầu rụng xuống. may là có tí võ nên Layfon ôm lấy cô chạy khỏi đó. cũng bởi vậy thanh niên bị thương đổ cả máu. Phély dùng siêu năng lực tìm thấy họ nói cậu đừng di chuyển, Nina và mọi người sẽ đến ngay. nói xong Layfon cũng bất tỉnh nhân sự luôn. phía bên kia chị nữ hoàng đang đau đầu chuyện tinh linh điện lại còn cả chuyện của hội kiếm thánh đang thiếu người thì xa vai chui ra nói cô nếu được hãy để mình cân vì cậu ta rất có hứng thú lấy được sức mạnh nó. nếu hoàng theo kiểu chúng mày muốn gì thì làm đi sau đó cô đến tìm li lin cái con người đang bù đầu trong thư viện lấy con chữ về bản nhìn cô nàng cứ ôm mặt buồn xị dỗ thế nào cũng chẳng cười nghĩ nó chán li lin định rời chỗ này kể ra nếu là vì Lai phon thì cũng không phải ý tưởng tồi trong lúc đó Lai phon đang nằm trên giường bệnh bị Phe ly mắng tay tua vì cái tội quá ngốc suýt thì hồn lìa khỏi xác vì mất cả lít máu sáng nay nina có ghé qua còn mua cả hoa mà feli cũng đang giấu một bó sau lưng thấy hai người dạo này hơi thân cô tức quá đá lai Phong một cái lúc cô nàng đi về lai Phong đã trông thấy bó hoa mà tự bật cười nina đang ở phòng tập luyện cuộc phẫu thuật của lai phon vào hôm thi đấu nhưng nếu có ra viện sớm hơn cô thấy vẫn không nên để cậu ấy tham gia dù biết không có cậu ta thì sẽ hơi căng tối hôm tìm thấy lai Phong bất tỉnh nhân sự nina đã có hơi lo lắng nếu như cậu ấy vắng mặt thì thua là cái chắc nhưng bây giờ nghĩ lại cô vẫn nên luyện tập để mạnh mẽ hơn vì đâu thể dựa dẫm mãi vào cậu ấy. Ở một diễn biến khác, Sa Thít đã đứng chờ Sina để hỏi cô về tình hình của Jinji, với lại cậu định nhờ Sina thay lay trong trận đấu sắp tới mà cô nàng từ chối dứt khoát lắm. Nghe cô kêu không muốn chiến đấu cùng mình mà ta nói nó giàu, với Sa Thít gì bộ ba đã không chơi với nhau nữa cậu vẫn chưa từng từ bỏ lời hứa giữa họ. Trong cậu ta như thế, Sina cũng bị thuyết phục đồng ý tham gia. Naki thay họ kể lại chuyện đó cho Layfon nghe, còn Macy thì mấy nay trầm cảm dữ lắm vì tự trách mình mới khiến cậu bị thương ngày 24 giờ thì nằm trên giường cả 24 giờ. phi khuyên cậu đừng lo vì hai đứa sẽ tự biết cách dỗ dành cô ấy còn việc của Lifon cứ dưỡng thương cho mau lành đi đã. Lifon quay về phòng đã thấy trợ lý của anh hội trưởng đến tìm mình có chuyện quan trọng. Chẳng mấy chốc, ngày diễn ra trận đấu đã đến, hai đội đang lên kế hoạch tác chiến, Nina sẽ nhắm tới khu bên phải để dụ đối phương. Cô muốn Sina hỗ trợ Feli và Sa Thít, tấn công từ bên trái mở đường cho bắn tỉa. Lâu rồi Sina mới ra sân nên khán giả tung hô kinh lắm, kế hoạch của họ bắt đầu nhưng đen thế nào chỗ Sina lại bị phát hiện hành động nên bị đột kích. Nina phang hết đám nhỏ nhỏ thì van đi ra, anh khen cô hơi bị táo bạo khi lấy mình ra làm mùi nhử. Quả đúng là thế thật vì cái tên này khét lèn lẹt, đã khỏe còn đoán được Nina sẽ ra chiêu gì mà phản lại. Chẳng mấy chốc Nina đã bị đánh bay 80 mét, đồng nghĩa với việc họ thua mất rồi. Sina hơi bị tức giận vì sự thất bại thảm hại này, Nina còn trầm cảm hơn cả cô vì đã quá tự tin vào sức mạnh của mình. Layfon lúc này đang ngồi chờ xe đi ra vùng ngoại ô thì bắt gặp Macy. Cô đem theo hộp cơm để xin lỗi anh về chuyện hôm đó, cũng cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mình. Nói rồi Macy xuống ở trạm tiếp còn Layfon vẫn ở trên tàu đi tới chỗ anh hội trưởng đang chờ. Anh kể cho Layfon nghe chuyện thành phố đang hoạt động bất thường. Tinh linh điện của họ đột nhiên nổi điên một cách lạ lùng. Nó đã tự thay đổi quỹ đạo theo ý mình và đang tự hướng thẳng đến lũ quái thú mà họ cần tiêu diệt. Nhiệm vụ lần này anh hội trưởng muốn là để Layfon hợp tác với hai đứa nó. Một phần là vì hai đứa nó đã cho thông tin một phần là do máy dò của họ phát hiện ra quái thú trên đường di chuyển của thành phố. Tai nạn xảy ra với Lyfon không phải do thành phố xuống cấp mà là do tinh linh điện bị trục xuất chính, là linh hồn của thành phố đã trở nên tức giận khiến những vụ tai nạn tương tự xảy ra như cơm bữa. Tinh linh đó đang cố phá linh linh điện Juni của họ, nếu là thế thì họ cần có 2A để xử lý tinh linh đó. 2A giới thiệu cho mấy đứa làm quen người mới, tên là Phe Mau là nhà ngoại cảm sở hữu năng lực đặc biệt ví dụ như là đánh hơi mùi quái thú. Ở chỗ Nina, Cô trợ lý nhà anh hội trưởng tới tìm để chuyển lời của Lifon nói cô mau tới phòng máy ngay và luôn vì tinh linh Juni đang bị gì đó bất thường. Feli thấy lạ liền alo ngay cho ông anh hỏi cho ra ngô ra khoai. Biết anh lại cho Lifon đi vận động mạnh ngay sau khi phẫu thuật nhưng không làm gì được vì họ không có kinh nghiệm chiến đấu với ấu trùng cũng như quái thú. Họ vẫn cần có sự giúp đỡ của Lifon. Đó là sự thật không thể chối cãi nhưng nếu Nina muốn đến giúp thì anh hội trưởng không cản. Nina trả lời rất dứt khoát không đi vì có việc khác phải làm. Lifon đã tới chỗ con quái. Có sương sương tất cả 12 con đang ngủ, da của chúng sẽ mềm hơn khi vừa thức dậy nên họ chờ thêm một lát, mỗi phe một nửa 6 con cứ thế mà làm. Sa thít thì cùng đồng đội chạy đến giúp Lyfon còn Nina tạt qua phòng máy tìm tinh linh Juni, cô gọi mãi mà không thấy con bé bay ra. hãy mở cửa đi vào thì rơi lọt thỏm xuống dưới, té da Juni đang nằm im dưới chân của tinh linh điện bị trục xuất. Cô bật chế độ chiến đấu bay đến, cái con dê được này thì mùm mép tép nhảy nói linh ta linh tinh, vẫn chỉ là phải tìm ra chủ nhân mới có cùng mục đích rồi thì tìm kiếm thân xác mới khổ nỗi mỗi khi nó nói thì đầu Nina đau như búa bổ, nói rồi nó bắt đầu chui vào cơ thể cô. Quay về chỗ Layfon, mọi người đang chờ đợi mòn mỏi thì hai a gửi lời đến rằng cậu ta luôn quan tâm tới cậu, và phe mau cũng luôn muốn được gặp cậu, vì Layfon không quay về nên anh ta đã đến đây. Phe ly chuyển sóng mãi không được nên mượn luôn sóng của anh ta, phe mau cũng bị ngạc nhiên vì phe ly có thể ăn ké sóng của mình mà không làm ảnh hưởng gì đến anh. Sức mạnh của tinh linh Juni đã đến giới hạn, Layfon liên lạc với họ là muốn nhờ cô theo dõi trận đấu giữa anh với quái thú. Nếu được thì quay video lại, nói rồi cậu bảo mọi người mau đến và tìm một chỗ để quan sát trận đấu. Lát sau Feli đã đến nơi, mọi thứ đều sẵn sàng, đám quái cũng chuẩn bị thức dậy, mọi người vào vị trí để săn quái. Vết thương của Lifon chưa lành hẳn nên có hơi nhói khiến cậu bị gục nhẹ nhưng nếu dừng lại chỉ có đi thẳng vào sổ hộ khẩu nhà Diêm Vương nên phải chơi đến bến. Lifon răng mấy cái dây ra rồi cầm kiếm đu tới, đội bên kia cũng không phải dạng vừa, mỗi người một hướng thu hút sự chú ý của quái thú ép nó di chuyển theo ý họ sau đó hai a nhanh tay hạ gục chúng tuy nhiên lai Phong thì hơi khoai cậu nói với Feli bây giờ chỉ cần lệch một lối nhỏ thì sẽ không xong nên cậu mới muốn ghi hình lại để cùng theo dõi và sửa sai nếu lần sau có thất bại thì phải cố gắng lần sau nữa cậu còn muốn mọi người phải hỗ trợ chiến lẫn lẫn nhau nói rồi lai Phong lại tiếp tục lao đến luồn qua phía dưới con quái chém nó làm đôi quá ư là đẹp mắt ở nhà nina đột nhiên mất tích khiến ai nấy đều lo lắng cô lúc này đang đấu tranh tinh thần dữ dội với con tinh linh vì nó cứ khăng khăng nhập hồn với cô mà nina đâu có nhu cầu đó trong cơn mê man, Nina đã thấy tinh linh Juni tới tìm mình hôn nhẹ một cái, sau đấy không biết có chuyện gì xảy ra, lúc cô mở mắt đã thấy mình nằm giữa thành phố nào đó. Phon chơi xong đám ấu trùng mặt phờ phạc quay về, đưa con vũ khí cho tóc xanh sửa nó về trạng thái bình thường. Vì chiến đấu suốt 3 trận từ ngày hôm qua nên Phon đứng còn chẳng có sức mà đứng. Cậu hỏi về Nina nhưng giờ vẫn chưa tìm thấy, Phon vừa đi vào trong thì ly lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Ở một nơi nào đó, chẳng hiểu ra cửa ngày gì hơi đen nên cả con xe bị túm lại vì có một vật bị đánh cắp nên tất cả hành khách bị bắt giam để điều tra vì Lily đem theo vũ khí nên không khỏi bị nghi ngờ ngoài giờ ăn ra không được rời khỏi phòng kể ra gọi là bị bắt giam thôi nhưng mà được bao ăn thì cũng ngon bằng một cách thần kỳ nào đó Nina cũng bị bắt đến đây lúc Lily quay người lại nhìn vào mắt cô đã trông thấy tinh linh bị trục xuất khiến con nhỏ giật mình làm đổ cả khay đồ ăn hai đứa ngồi ăn cùng bàn nghe Lily giới thiệu tên Nina đã thấy nó quen quen được hỏi vì sao lại ở đây Nina cũng chẳng biết vì cô đã ở đây trước khi kịp nhận ra mình ở đâu rồi. Một ngày nữa lại đến, anh hội trưởng nhận được tin lại có bảy quái thú nữa xuất hiện, Feli thì xỉu áp xỉu đau vì dùng siêu năng lực quá nhiều. Lúc tỉnh lại cô đã thấy Lifon ở bên cạnh ngủ quên mất, thế là cô với tay định sờ mặt một cái mà tự nhiên thanh niên mở mắt làm cô ngại đỏ cả mặt. Vì không để bị quê cô túm lấy mũi cậu bóp một cái làm Lifon kêu oai oái. Lifon tới chỗ anh hội trưởng để xem lại vết thương, vì chiến đấu ngay khi vừa phẫu thuật xong nên lại có thêm một vết ở vai nên giờ không thể chiến thêm được nữa. Thế nhưng Lai Phong lại không muốn nghỉ ngơi nhưng hỏi tại sao thì cậu không trả lời được, cứ phải để anh dùng biện pháp mạnh cậu mới chịu ngoan ngoãn ở lại. Hội trưởng hết cách chỉ có thể nói cho người dân nghe chuyện thành phố đang ở giữa bầy quái thú, anh động viên khích lệ mọi người cũng như những ai sẽ chuẩn bị tham gia cuộc chiến với bầy quái thú. Không chỉ Lai Phong không được tham gia mà Feli cũng thế, cô không được dùng siêu năng lực cho tới khi khỏi hẳn. Nhưng nếu cậu muốn, cô có thể dùng năng lực của mình mà không dùng đến sóng truyền, hoặc là đếm số lượng của đàn quái thú chỉ cần Lyphon muốn là được, thế nhưng Lyphon không muốn điều đó. Ở chỗ Lilin cô đang chạy hết sức bình sinh để đưa tinh linh điện vào buồng máy mà không biết roi đã khóa cửa tòa nhà lại và nở một nụ cười danh mãnh. Lilin nhận ra điều đó nên đã trốn vào sau cánh cửa nhưng phá một miếng sắt không khó với roi. Lần trước cô phát hiện roi bị sợ tiếng gõ nên Lilin đã đập tay xuống đất, càng đập nhanh hắn ta càng ôm đầu cầu xin hãy dừng lại thế nên mới lộ ra chuyện roi từng trốn chạy khỏi bọn quái thú trong khi anh là một quân binh anh ta đeo mặt nạ lên lúc này nina đã thoát khỏi đám áo đen xuất hiện roi chính là một trong số những kẻ bị trục xuất khỏi thành phố của hắn bị bóc phút trắng trợn nên roi cong giò bỏ chạy lilin có thể nhìn ra nina có sức mạnh của tinh linh điện bọc lấy người nina nói cho lilin nghe về thứ được gọi là jihizazio thứ tồn tại ở thành phố ma thuật quê hương của cô nina chưa từng nhìn thấy cơ chế đó nhưng nó hình thành trong thành phố nơi những tinh linh điện đang ở điều này khiến nó có thể tạo ra những tinh linh điện khác có thể coi là mẹ của các tinh linh đột nhiên nina nằm dãy đành đạch người phát ra ánh sáng màu vàng rồi ngất lịm đi lilin đem chú chim tinh linh đến phòng máy nina một lát sau mới tỉnh lại bên ngoài đang nguy hiểm lắm nên cô ấn đầu nina để cô nghỉ thêm một lát tâm trạng vừa đỡ hơn thì cơn đau lại kéo tới còn con tinh linh dê già hiện nguyên hình tinh linh điện chim bay lại nói với lilin hãy cầu nguyện tinh linh juni bé nhỏ bên cạnh không thể chạm vào tinh linh điện bị trục xuất đó thế nên nếu muốn cứu cô ấy thì hãy cầu nguyện Lilin làm theo chắp tay vào cầu, nước mắt cô rơi xuống đất làm cô rơi vào không gian chơi vơi giữa dòng đời, một cô gái tóc đen hiện ra nói mình sẽ cho cô mượn sức mạnh nhưng đừng quên là chưa đến lúc, nói xong cũng bay đi luôn. Sa vai quay về phòng máy đã thấy Lilin nằm trên đất, Nina thì chẳng thấy đâu, té ra Nina bị hai a mượn đi mất tiêu rồi. Anh ta tò mò về tinh linh điện trong cơ thể cô và cả cô gái đi chung với cô nữa, bởi vì Lilin là nguồn gốc của tinh linh điện, Nina cần bảo vệ cô ấy, anh ta nói đến giờ bay rồi xong liền phủi tay nina bị rơi xuống bên dưới từ trên cao cô có thể nhìn thấy thành phố của mình ở thành phố học viện mọi người đang lên nòng cho đại bác bắn về phía đám quái mở bát cho cuộc chiến cậu nhảy lên trên đám quái rồi chém chúng tơi tả bay lên lần nữa thì trông thấy nina đang rơi xuống hai đứa ôm chầm lấy nhau sau bao ngày không gặp nina được đưa tới phòng khám làm một vài cái kiểm tra tổng quát mấy đứa ngồi chờ ở ngoài mãi mới thấy cô đi ra liền tụ lại hỏi chuyện về thời gian qua cô đã trôi về chỗ nào nina chỉ có thể xin lỗi Tuy biết giấu là bị ích kỷ lắm nhưng cô không biết phải giải thích như thế nào. Mấy đứa cùng nhau đi về, Nina có chút chuyện nên Lai like cũng đi về trước. Trong lúc đó ở chỗ 2A, cậu ta vừa nhận được một lá thư từ nữ hoàng, không biết trong đó viết những gì mà cậu ta đã xé nó đi rồi ngồi thẫn thờ trên nóc nhà suy nghĩ về nước Mỹ. Cậu ta nghĩ lại hồi còn chầu tre bị huấn luyện cho tơi tả, nhớ về những quả roi của ông giáo và cả những lúc ông giáo cười đùa với họ. Một buổi chiều tối nữa lại tới, Nina tới gặp Jinji, anh cứ như khúc gỗ ngồi như thế làm cô cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì. Lúc về nhà tắm rửa, cứ nhìn vào gương là cô lại trông thấy bóng dáng của ai đó hiện ra. Hôm sau, Lai Phon tới huấn luyện cho cô em tóc đỏ vì lúc Ken đã nhờ cậu, việc tập luyện nhìn chung cũng nhàn lắm chỉ bị vắt kiệt có chút xíu sức thôi. Lai Phon cảm thấy cô nàng có sức mạnh nội tại hơi bị đỉnh, đem ra so có khi còn hơn lúc Ken vài phần. Lai Phon quay về phòng tập với nhóm, sau lần bách Nina mạnh hơn cả chục phần, sức chiến cũng hăng hơn mà độ chăm chỉ còn lên thêm vài level nữa. Tan tập, Lifon đã nói lại những gì mà lúc Ken lo lắng về trận đấu lên thành phố sắp tới cho cả đội nghe, cậu cảm thấy trung đội mình không thể thua trận này. Sa Thít còn trêu thanh niên có cậu thì trận này sẽ dễ dàng hơn thôi. Mọi người ai nấy đều vui vẻ hùa theo duy chỉ có Feli là mặt lạnh tanh nói Sa Thít chẳng có gì vui khi dựa vào sức người khác để chiến thắng cả. Thật ra Nina cũng nghĩ như thế nên đã thay mọi người xin lỗi Feli dù sao đem vấn đề này ra đùa có hơi không phải, Feli chẳng buồn nói thêm gì quay người ra ngoài luôn. Lifon vội vàng đuổi theo nói đỡ cho Sa thích vài câu, Feli cũng không giận cậu ta lắm, chỉ là còn hơi khó chịu vì Nina chẳng chịu nói cho mọi người. Layfon còn bồi cho một câu chí mạng làm Feli sa mạc lời luôn, cậu còn muốn Feli quay lại xin lỗi mọi người trước, là một người mạng cua đương nhiên là Feli không chịu rồi. Cô nàng một mình xuống phố tìm đại bức tường chuốc giận lên nó làm hai a đi phía sau bám theo cô chẳng hiểu gì cả luôn. Hôm nay thành phố mới nhận được tin có một thành phố khác đang tiến gần lại về phía họ, nó tên là Miat. Ai nấy đều chạy ra hóng hớt có mỗi Feli chẳng có hứng thú, còn Nina thì đứng hình mất chục giây vì đó là thành phố mà cô đã lạc tới lúc bị mất tích. Không chỉ Miat mà còn một con xe buýt đang tiến lại gần, quan trọng hơn Lilin đang ngồi trên con xe đó và hóng tới lúc được gặp Lifon. Cô nhớ tới lời ông cha dặn đưa chiếc hộp đựng vũ khí cho Lifon, nó là bằng chứng của người đã lĩnh hội được kiếm thuật Sea Lúc này, khoa công binh đang họp nội bộ để chuẩn bị cho trận đấu lên thành phố không thể né khỏi, tan họp, Lifon vác xác đi về thì Miun pha bắn cho quả tên, may mà có võ nên túm được. Một chiếc huy cài rơi ra, nó là cái của Feli, quả nhiên cô nàng đã bị nhóm đánh thuê Salinvan. Cụ thể là 2A bắt đi mất, cậu ta còn muốn chơi một trận solo với Layfon và Layfon đã đồng ý lời thách đấu này. Anh hội trưởng đã đau đầu giờ còn mệt não hơn nữa, Nina năn nỉ anh hãy để Layfon đi cứu cô ấy. Còn nếu trận đấu lên thành phố ập tới trước khi giải cứu Feli thì Nina sẽ thay hai người họ ra trận kể cả không có Feli hỗ trợ, Nina vẫn rất quyết tâm. Mãi cho tới khi Layfon lên tiếng mình vẫn sẽ đi cứu người, anh đội trưởng mới đồng ý rồi kêu van sửa lại kế hoạch tác chiến trong trường hợp không có lai Đến tối, Lilin đã đáp đất an toàn lên thành phố, xa vai đưa hành lý cho cô xong cũng rời đi. Anh đã bật mí chính Sinola đã sai anh đi theo để bảo vệ cô. Lilin hoang mang ngơ ngác nhưng xa vai cũng chẳng giải thích gì thêm cả. Thành phố đã bắt đầu lên kế hoạch chơi Miat. Cô bé tóc đỏ có nhiệm vụ lẻn vào Miat vào được rồi thì muốn phá nó như thế nào cũng được. Bây giờ chỉ cần có lệnh của anh hội trưởng thì combat sẽ nổ ra nên ai nấy đều bật sẵn chế độ chiến đấu chỉ chờ có lệnh nữa là lên. Ở một diễn biến khác, phe bị nhốt trong phòng kín mít có mỗi cái cửa sổ, siêu năng lực thì bị phe mau làm nhiễu nên như trở thành dân tối cổ chẳng cập nhật được tin tức gì từ bên ngoài. Cô nàng Mi Un đem đồ ăn đi vào lúng cuống quên luôn đóng cửa nên tiếng từ bên ngoài truyền vào. Có vẻ như mọi người không ủng hộ 2A bắt cóc phe vì cô là em gái của anh hội trưởng. 2A thì chẳng sợ bố con thằng nào hết. Vì có thể đấu tay đôi với Lifon thì cách nào dùng được cậu cũng làm thậm chí là thành phố sẽ thất bại trong trận đấu liên thành phố nếu thiếu Lifon với lại hai a theo hệ tư tưởng đằng nào nhóm đánh thuê salin van cũng giải tán nên cứ thử một lần chơi lớn còn hơn bị quýnh hội đồng vừa dứt lời thì lay tới đúng yêu cầu là chỉ đi một mình uy tín luôn ở nhà ai nấy đều đã xếp hàng thẳng tắp chỉ chờ mi -át đâm dầm một cái là chơi họ luôn ấy thế mà bằng một cách ảo ma nào đó mi -át đột nhiên bẻ lái thay đổi hướng đi làm mấy đứa cụt cả hứng nina nhận được lệnh từ anh hội trưởng chạy tới chỗ lay giúp cậu ta một tay Khúc này hai thanh niên đó đã vào việc chơi nhau lanh tanh bành cành đào bên xanh bên cam không má nào chịu thua má nào. Cả hai đều là cao thủ của làng kiếm thuật chiến đấu Si đều có thể đọc và đoán được chiêu tấn công tiếp theo của đối thủ nên có thể gọi là ngang sức ngang tài. Thấy hai a vẫn còn máu chiến, cậu úm Balasi bua ra cái vòng lốc xoáy bụi bay ngập phổi bọc lấy hai a. Mi đứng ngoài nổi máu chơi bẩn dơ cung mà phe mau ngăn lại vì ở đây chúng tôi không làm như thế. Hai a cũng không phải dạng vừa, chẳng mấy chốc đã thoát ra ngoài tuyên bố trận chiến giờ mới bắt đầu. Hai A nổ skill chất như nước cất, kỹ thuật này của cậu nhặt được từ kinh nghiệm chiến đấu với nhóm đánh thuê và nó không liên quan đến skill gốc của cậu ta. Layfon thả chiêu tấn công, Hai A liền đáp trả bằng cả tia sáng bự trà bá rồi lại lao vào nhau khiến cho mặt đất rung ầm ầm. Cánh cửa nhốt phe ly thế mà mở toang, cô chạy ào ra ngoài lỡ mùng gọi Layfon làm cậu không chú ý, thời tới Hai A liền cầm kiếm chém cái sẹt ngay vai trái. Hai A lúc này chỉ cần chiến thắng với thanh kiếm của mình thì sẽ chứng minh cho ông cha ở nhà thấy được họ không thua kém gì ai cả, đặc biệt là đeo một thành viên của kiếm thánh, cậu đứng dậy cho hai A biết thế nào là đẳng cấp của người đứng đầu, chỉ thấy cậu múa vài đường cơ bản, hai A đã rơi như lá rụng mùa thu. Lyfon dơ kiếm lên cái nữa nhưng góc thèm đâm thêm mà cất nó đi rồi tới chỗ Feli, lúc Nina chạy tới thì mọi chuyện đã ổn. Bỗng dưng một cái tát từ trên trời giáng xuống đậu ngay má Lyfon, còn người xuống tay chỉ có thể là Lilin vì cái tội cứ thích gánh một mình để mọi người phải lo lắng. Phía bên kia, lý do to đùng mà Mias bẻ lái chính là vì thành phố Len đang xuất hiện ở gần đây, nó là quê hương của Lyfon nổi tiếng với cái tên thành phố thép bất khả chiến bại với hội kiếm thánh nghe thôi là thấy sợ. Lạ ở chỗ, Landan chỉ đến quanh đây đứng im mà lại chẳng làm gì cả, nếu đấu với họ thì thành phố học viện chẳng có cửa thắng. Đột nhiên cực quang xuất hiện, trước kia lúc Landan ở gần, cực quang cũng từng hiện ra như thế. Trong lúc đó, Nina đến tìm Lilin ở bệnh viện, Lilin rủ vào thăm Lifon nhưng Nina từ chối rồi đi trước. Lilin quay vào trong, cô hỏi Lifon có phải anh định hy sinh bản thân một lần nữa để chiến đấu cùng Feli và Nina, vì cô nghe mấy bác sĩ nói anh vào viện như cơm bữa. Thấy cô nhắc tới từng cùng Nina ở Mias, cậu đã hỏi tận gốc tận rễ và năn nỉ Linh kể lại cho mình nghe. Ở chỗ Luken, cậu đang đứng tám chuyện với tóc đỏ thì Sa Vai hiện hồn, anh ta là anh trai của Luken, than mình đến đây bằng xe buýt mà không biết là thành phố sẽ đi theo phía sau. Ngoài ra, Sa Vai chính là người đến đây để bắt tinh linh bị trục xuất về theo lời của nữ hoàng, nên là mới tìm hai anh em xem có moi được tin tức gì không gọi là anh em mà sa vai nói câu nào đều sặc mùi khịa lúc ken câu đó làm máu chó của cậu cứ dồn hết lên não sa vai còn báo cho lúc ken tin giật gân ga hát cái người mà cậu luôn coi là anh trai đã đậy nắp quan tài ngủ yên tin này là thật trăm phần trăm vì chính tay sa vai đã tiễn anh ta vào hòng khi anh ta bị đám quái thú nhập nói rồi sa vai lượn mất tiêu còn lúc ken thì sốc đứng chẳng vững mắt khóc thét mùm hét oai oái đột nhiên cả thành phố rung lên vì thay đổi hướng đi nhắm thẳng về phía lendan có vẻ như tinh linh juni đã nổi giận anh hội trưởng vội gọi cho Layfon gọi cậu tới đó. Lilin vội ngăn cậu lại khuyên cậu theo mình quay về, cô sẽ xin nữ hoàng tha thứ cho cậu. Layfon không thể nghe theo lời cô được, lý trí thì có đấy nhưng mà được trai thơm má lại phải để người ta đi. Layfon chạy vội đến phòng anh hội trưởng. Nina vẫn chưa tới nên cậu nói cho anh nghe chuyện cô ấy từng ở Miat. Ở đó, Lilin cũng đã thấy con linh dương vàng. Sau đấy, ni lại xuất hiện ở sa mạc. Layfon nghi con linh dương vàng đó chính là tinh tinh điện bị trục xuất đang chi phối Nina việc họ cần làm bây giờ là tách tinh tinh điện bị trục xuất ra khỏi người nina nếu không cô ấy sẽ ngu ngơ giống jin di mất van gọi tới kêu anh hội trưởng mau nhìn lên trời giữa đám cực quang đang có thứ gì đó phát sáng nguyên con quái thú chui ra anh hội trưởng kêu van chuẩn bị dùng đại bác đếm ngược từ 10 rồi bắn bỏ con quái chia đôi sẻ nửa nó tuy là con quái đã nằm im trên đất nhưng phe ly vẫn nghe được sự sống của nó tiếng tim còn đập rất nhiều có vẻ như là màn bổ đôi ban nãy đã phân tin nó ra làm hai cần ít nhất hai tiếng để đại bác nạp lại năng lượng anh hội trưởng cũng cần phải lấy tinh linh trong người Nina ra ngoài vì cô ấy có ảnh hưởng không nhỏ tới hướng di chuyển của Juni. Nếu như không mang nó ra kịp thì Nina sẽ ngủ ngơ như Jinji mất. Còn nếu như không được nữa thì phải tách Jinji ra khỏi Nina cũng có nghĩa là phải hạ cô ấy. Anh hội trưởng cho Việt Nam 2 tiếng để xử lý nó, lỡ làm không xong thì phải tự động hủy nhiệm vụ quay về thành phố. Thấy anh ta có vẻ không quan tâm cho lắm nếu như thành phố mất đi một vài thành viên, xa thích cây cú hướng cú đấm thần sầu về phía anh nhưng rồi lại phanh lại. Trung đội 17 lên đường một nửa tới chỗ con quái một nửa đi tìm Nina. Feli cũng khăng khăng đòi đi mặc dù ông anh không cho phép vì việc nạp năng lượng cho đại bác sẽ khiến siêu năng lực của cô bị nhiễu nhưng Feli không quan tâm vì cô là thành viên của đội 17, họ đi thì cô cũng phải đi. Hội chị em hầu gái của ông anh vây Feli lại, anh hội trưởng hỏi Feli có nghiêm túc thật sự không, cảm thấy câu trả lời của cô chắc như đinh đóng cột, anh mới đồng ý để Feli đi. Quay về chỗ Layfon, cậu đang qua chỗ con quái thú thì gặp Nina, cô đã biến hình thành mặt linh dương bị con tinh linh điều khiển hoàn toàn, nhìn thấy Lai Phong liền chuyển chế độ hung hăng lao đến. Chỉ với một vài đường đã phang cho Lai Phong ngã xây sẩm mặt mày, Nina vẫn cứ tiếp tục nhào tới. May mà lần này Lai Phong đã đánh được cô làm mặt nạ linh dương rơi ra, cậu vội chụp cái mũ lại vào đầu Nina. Cô nàng thở lấy thở để rồi cũng bất tỉnh nhân sự luôn, con quái thì chia đôi sẻ nửa thành hai con đang hồi phục ngọ nguậy đứng dậy. Lai Phong đưa Nina lên xe tới chỗ hẹn với mọi người trước, cô nàng đang rất trầm cảm vì bị tinh linh điện nhập. Tới chỗ hẹn, Layfon giao lại Nina cho Feli và Sa Thích còn mình quay lại cầm chân con quái. Layfon vừa chạy đi không bao lâu thì Feli alo tới nói mọi người ở nhà đang bị tấn công. Nina thì bị bắt bởi một tên bịt mặt có dùng kiếm thánh. Lilin vẫn đang năn nỉ ý ôi lúc Ken giúp cô vì bây giờ chẳng ai chịu đưa cô đi về phía con quái tìm Layfon cả. Lúc Ken nghĩ việc này không cần bởi vì Layfon sẽ không dùng chiếc vũ khí trong hộp. Lilin biết là như thế nhưng từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn chiến đấu vì họ. Nếu dùng chiếc đai này, cậu ấy sẽ mạnh hơn. Cô xuống gối xin lúc Ken hãy đi đưa nó cho Lai có bị sao cô sẽ chịu hết. Ở chỗ Nina, tay bịt mặt hóa ra lại là xa vai, anh ta muốn mượn sức mạnh của cô vì khi bám theo, anh ta đã tận mắt trông thấy hình dạng của một tinh linh điện. Với lại anh ta được lệnh phải mang tinh linh điện bị trục xuất về, nói là làm, anh ta bắt đầu dùng vũ lực dí vào bụng Nina làm cô hiện ra cái mặt nạ linh dương tiếp. Một khi Nina còn năng lực của quân binh thì vẫn chưa đủ để lôi tinh linh điện bị trục xuất ra ngoài được nên hắn định bơm cho Nina thêm chút sức mạnh. Chuẩn bị làm thì Layfon đuổi đến ngăn lại. Nếu như sức mạnh tinh linh điện bị trục xuất mà bục ra Nina sẽ hẻo ngay lập tức. Savai không quan tâm điều đó vì thứ anh cần là tinh linh điện bị trục xuất được giải phóng hoàn toàn để xem anh ta có điều khiển được nó hay là không. Nói xong cậu ta liền dẵng sức ra. Layfon thấy thế vội chặn ngang làm vách đá đổ cái rầm. Tinh linh điện hiện hồn nởng cho Savai một cái. Nina rơi tự do tiếp đất may là vẫn còn thở. Không ngờ ấy thế mà tinh linh điện đã nhập vào người Savai. Đột nhiên động đất lại rung lắc liên tọi rất nhiều cọc màu xanh trồi lên làm không khí bên ngoài được lọc sạch. Sa vai thì vẫn đang rất dô mốt khi có được sức mạnh của tinh linh điện bị trục xuất đòi solo với Lifon để thử một chút. Lifon không có nhu cầu thưởng thức nó mà sa vai cứ nhào đến làm cả tảng đất quanh cậu sụt hết xuống, còn mỗi chỗ cậu đứng nhìn cứ như đảo giữa sa mạc. Sa vai búng tay cái nữa, mũ của Lifon vỡ ra để lộ gương mặt hảo xoái ai thấy cũng mê của Lifon. Lúc Ken thì vì bị Lilin năn nỉ nhiều quá nên đã đồng ý giúp, chỉ là Lifon không còn ở chỗ con quái nữa. Phe Ly truyền tin tới cho Lifon nói anh hãy cố chờ thêm một chút vì Lilin đang trên đường đến rồi. Khi có đánh của Savai dần đâm sầm vào Lifon, thanh kiếm đã phi đến chắn ngang, Lifon cầm lấy nó phản đòn lập tức khiến Savai bay 80 mét. Lilin vừa đến đã mất thang bằng ngã nhào xuống dưới hố, cô đưa chiếc hộp cho Lifon, cậu mở nó ra rồi ôm lấy Lilin một cái. Sau đấy là nghiêm túc bật chế độ máu chó, do cứ phải gọi là bay mù mịt, thanh kiếm của anh hút lấy thánh kiếp nhập vào làm một tạo nên một quả đao chất chơi có 102. Bằng một cách thần kỳ, quái thú nhân đôi nhân ba số lượng tiến về phía thành phố học viện với vận tốc bàn thờ nhà mấy cái tơ phá hủy các tòa nhà không ngừng nghỉ ở chỗ chị nữ hoàng cô đi tới chỗ say a à, ngủ quên thì đã chẳng thấy cô công chúa ấy đâu con quái thì vẫn đang bay cao trên bầu trời và không ngừng nhả đạn bay nhanh quá nên chỗ van không thể nhắm bắn được nó anh hội trưởng kêu van hãy để mọi người sơ tán ngoài ra anh nói van hãy gửi yêu cầu đến len đang nói họ nhận người tị nạn từ chỗ mình giây phút ngàn cân treo sợi lông chân lay phon như một vị thần cưỡi kiếm thánh quay về để chơi quái anh nhờ Feli tìm cho mình điểm yếu của quái, có được vị trí cụ thể, anh cầm lấy kiếm nhắm thẳng đến đỗ đó mà đâm một cái. Con quái rơi xuống, van căn đúng chỗ rồi cho bắn đại bác, các thành viên còn lại của hội thánh kiếm cùng xông lên cho đòn chí mạng cuối cùng khiến bé quái tan thành bụi. Sau đờ ra ma chấn động địa cầu, Len đang di chuyển về hướng khác, xa vai thì trốn thoát và bỏ lại kiếm thánh, Lilin đã được đưa về Len Dan còn Lyphon vẫn ở lại ăn đòn dài dài. Quan trọng hơn là Lilin và Lyphon vẫn viết thư đều đều cho nhau. Bộ phim đến đây là hết mất tiêu rồi, còn bây giờ thì đừng quên thả like, tặng chúng tớ một lượt đăng ký để chúng tớ có nhiều động lực hơn mang những bộ anime hay ho tới các bạn nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại ở những chiếc anime sau.